bà bầu ăn dứa được không? Những lợi ích sức khỏe từ quả dứa đối với bà bầu. Bà bầu ăn dứa có tốt không? Đây chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều chị em khi mang thai, đang tìm hiểu những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe cho mẹ và bé. Dứa là một loại trái cây có nhiều dưỡng chất, mang lại lợi ích tốt đối với sức khỏe của mẹ bầu, cụ thể như sau. Thứ nhất, giúp xương chắc khỏe. Dứa chứa gần 70% lượng mangan cần thiết cho cơ thể, có vai trò quan trọng trong việc phát triển xương và các mô liên kết. Một quả dứa chứa khoảng 79mg vitamin, giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Collagen đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển da, sụn, xương và gân của thai nhi. Thứ hai, hỗ trợ hệ miễn dịch. Trong quả dứa có chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa hòa tan trong nước, giúp chống lại sự suy giảm tế bào diễn ra bên trong cơ thể và giúp tăng cường miễn dịch trong thai kỳ. Ngoài ra, chất bromelain có trong dứa cũng có tác dụng chống lại những triệu chứng cảm lạnh thông thường. Nếu đang bị cảm lạnh hoặc đau họng, mẹ bầu có thể thử một miếng dứa. Thứ ba, ngăn ngừa táo bón. Dứa là một loại trái cây chứa nhiều chất xơ, giúp mẹ bầu ngăn ngừa tình trạng táo bón trong thai kỳ. Một vấn đề hay gặp phải trong giai đoạn đầu mang thai. Thêm vào đó, lượng bromelain có trong quả dứa có tác dụng phân hủy protein, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn. Thứ tư, giảm ống nghén. Trong một số trường hợp, ăn dứa có thể giúp mẹ bầu giảm bớt triệu chứng nghén khi mang thai. Dứa có thành phần vitamin B6, có nhiệm vụ cung cấp kháng thể và sản xuất năng lượng. Nó cũng mang đến cảm giác dễ chịu khi bị ốm nghén. Thứ năm, có khả năng ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh. Một quả dứa tươi có thể cung cấp lượng sắt cần thiết để sản xuất hồng cầu và acid folic, giúp ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Ngoài ra, dứa cũng chứa một lượng lớn đồng, hỗ trợ quá trình hình thành hồng cầu và hình thành tim của thai nhi. Thứ sáu, điều hòa huyết áp. Thành phần bromelain có trong dứa giúp lưu thông máu và giảm huyết áp. Vì vậy, mẹ bầu ăn dứa cũng giảm và ngăn ngừa hình thành các cục máu đông. Thứ bảy, giúp mẹ bầu cải thiện tâm trạng. Mùi thơm và hương vị của trái dứa sẽ giúp mẹ bầu cải thiện tâm trạng và nâng cao cảm xúc. Dứa là một loại trái cây có vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng, giúp kích thích vị giác, làm bạn cảm thấy ngon miệng. Từ đó thoát khỏi những âu lo, trầm cảm và những suy nghĩ tiêu cực khác. Bà bầu có được ăn dứa không? Cũng giống như nhiều loại thực phẩm khác, quả dứa cũng rất nhiều vi chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng cũng tồn tại nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy, bà bầu có nên ăn dứa không? Các loại trái cây đa phần đều an toàn đối với sức khỏe của mẹ bầu nếu được sử dụng ở mức độ hợp lý. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu thai kỳ, các mẹ bầu nên hạn chế ăn dứa, bởi trong dứa có chứa enzyme bromelain gây kích thích cổ tử cung, dẫn đến các cơn co thắt tử cung. Chất bromelain cũng gây ra hiện tượng rát lưỡi, thậm chí nhiều trường hợp bị dị ứng phát ban, khó thở. Tuy nhiên, lượng bromelain có trong quả dứa không ảnh hưởng đến thai kỳ của bạn. Hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh hay làm rõ việc bà bầu ăn dứa sẽ gây hại cho thai nhi, mà cụ thể là sảy thai. Trên thực tế, để tạo ra ảnh hưởng đến thai kỳ, bạn phải ăn từ 7 đến 10 trái dứa cùng một lúc, và điều này hầu như không thể xảy ra. Do đó, phụ nữ mang thai nên ăn dứa với mức độ vừa phải, như một trái cây sẽ không có tác động tiêu cực đến thai kỳ của bạn. Bà bầu ăn dứa như thế nào để mang lại hiệu quả tốt cho thai kỳ? Mặc dù nhiều thành phần trong quả dứa không tốt cho thai phụ trong khoảng 3 tháng đầu, nhưng ở những tháng cuối thai kỳ thì dứa lại mang đến rất nhiều lợi ích cho bà bầu, đặc biệt là có lợi trong việc chuyển dạ và sinh nở. Từ tuần thứ 38 trở đi, khi em bé sẵn sàng ra ngoài thì các bà bầu nên ăn dứa để giúp việc sinh nở được diễn ra dễ dàng hơn. Bởi lúc này, enzyme bromelain có trong dứa sẽ giúp làm mềm cổ tử cung của thai phụ. Như vậy, lượng dứa phù hợp cho mẹ trong thai kỳ sẽ được phân bổ như sau. Trong tam cá nguyệt đầu, tốt nhất không nên ăn dứa. Trong tam cá nguyệt thứ hai, bổ sung một lượng nhỏ, từ 50 đến 100g dứa cho mỗi 2 đến 3 bữa ăn mỗi tuần. Trong tam cá nguyệt thứ ba, mẹ bầu có thể sử dụng khoảng 250g dứa mỗi ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý đến cơ địa mỗi người để điều chỉnh lượng tiêu thụ, nhằm phòng tránh tình trạng co thắt tử cung xảy ra. Để mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe của mẹ và bé, thì mẹ bầu chỉ nên ăn dứa trong một giới hạn cho phép. Khi ăn dứa, mẹ bầu cũng nên bỏ qua phần lõi của dứa, vì chúng có thể hình thành những bối xơ trong thành ruột. Đặc biệt, không nên ăn hoặc uống nước ép dứa chưa chín vì có thể gây ngộ độc. Bên cạnh đó, khi gọt dứa, phải chú ý gọt vỏ sâu, cắt hết mắt dứa, gọt xong nên ăn ngay và không nên mua những miếng dứa gọt sẵn, đựng trong túi quá lâu. Nếu mẹ bầu muốn bổ sung thêm dứa vào bữa ăn trong thai kỳ nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu,
thì có thể thêm dứa bằng rất nhiều cách như sau. Cắt các miếng dứa tươi và thêm vào món sữa chua để ăn sáng. Chế biến sữa thành sinh tố, làm salad với dứa, làm kem dứa, kết hợp dứa với các món xào, dùng để làm bánh pizza. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like video, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video miễn phí tiếp theo nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.